Xin chào, mình là My, chuyên viên tư vấn của nhà thuốc 365. Hôm nay mình sẽ review về một sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả mà bản thân mình cũng đang sử dụng và thấy rất hài lòng ạ. Như chúng ta cũng biết rằng là tình trạng rối loạn giấc ngủ ngày càng trẻ hóa, có rất nhiều nguyên nhân, có thể do công việc, lối sống sinh hoạt hay thậm chí là áp lực học hành. Có rất nhiều bạn trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30 đã sớm phải nếm mùi mất ngủ kinh niên, khiến họ phải chịu khá là nhiều các phiền toái mà tưởng chừng như chỉ tuổi già mới gặp phải, như mệt mỏi, đau đầu, thiếu tập trung hay thậm chí là suy giảm trí nhớ. Từng cùng chung tình trạng như này thì My đã lựa chọn sản phẩm melatonin dạng nước tinh khiết của hãng Olympian Lab, nhập khẩu chính hãng từ Mỹ ạ. Chỉ với 1ml tương ứng với 1mg ạ, chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là nhỏ trực tiếp vào miệng như thế này ạ. Vị ngọt, dễ uống, tác dụng nhanh, làm dịu thần kinh rất tốt và nhanh chóng đưa chúng ta vào giấc ngủ ạ. Có những thời điểm mình bị căng thẳng, thần kinh của mình cảm giác như bị gồng lên thì chỉ với 1ml melatonin như thế này thôi, khoảng 15 cho đến 30 phút sau thì thần kinh của mình đã dịu lại rồi, nhanh chóng đưa mình vào giấc ngủ và sáng hôm sau ngủ dậy, tinh thần cảm thấy rất khoan khoái và không còn mệt như trước nữa. Thực tế thì melatonin là một hormone nội sinh trong cơ thể và nó sẽ điều chỉnh cái giấc ngủ. Câu chuyện ở đây là thiếu thì mình bổ sung vào thôi, nên không gây tình trạng phụ thuộc vào nhân thuốc ạ. Quan trọng là chúng ta gửi gắm niềm tin ở thương hiệu nào. Những bạn nào mà gặp phải tình trạng mất ngủ hoặc là cần tư vấn về sản phẩm, hãy gọi lên số tổng đài miễn phí của nhà thuốc 365-1800-6284 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!